Sau khi đã trình làng hai siêu phẩm của mình là File 7 và File 7A, lần này Oppo mang đến cho người dùng thêm một sản phẩm nữa, đó chính là Oppo Zone. Đây được coi là sản phẩm chủ lực mà Oppo tung ra nhằm đánh vào phân khúc giá rẻ với thiết kế đẹp, cấu hình khỏe và những tính năng độc quyền đang được yêu thích của hãng. Thiết kế của máy mang một phong cách trẻ trung sôi động, gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù vẫn sử dụng chất liệu chủ đạo bằng nhựa như các bậc đàn anh của mình, tuy nhiên Oppo Zone lại nổi bật với một đường viền giả kim loại bao quanh máy. Mặt lưng phía sau được phủ một lớp sơn nano, công nghệ này giúp chống bám bẩn và dấu vân tay. Máy có thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn, mình thử ấn mạnh tay vào các cạnh và góc máy thì không hề o ẹt một chút nào. Oppo Zone sở hữu màn hình 4 inch với độ phân giải 800x480 pixel, sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn rộng. Khi nghiêng máy vẫn đảm bảo màu sắc và chi tiết hiển thị tốt. Màn hình này sẽ hỗ trợ cho người dùng chơi những game hành động cần nghiêng máy như là Temple Run vẫn sẽ có những trải nghiệm hình ảnh tốt. Với kích thước màn hình nhỏ gọn giúp bạn có thể cầm nắm một cách dễ dàng và thoải mái sử dụng bằng một tay. Tuy nhiên một điều mình không hài lòng ở sản phẩm này đó chính là ba phím cảm ứng tùy chọn, home và trở về, không có đèn nền báo hiệu. Nên khi sử dụng vào ban đêm thì bạn phải mò mẫm mãi mới bấm chính xác. Máy được trang bị chip MediaTek MT6572, tốc độ CPU là 1.3GHz, RAM 512MB, chip đồ họa Mali 400MB. Đây là một cấu hình tầm trung thường được sử dụng ở những smartphone giá rẻ như Lenovo A516, khiến cho hiệu năng chưa thực sự mượt mà. Độ trễ có thể cảm nhận ở các thao tác chạy ứng dụng mà bấm trở về màn hình home thì delay khoảng 1 giây. Bên cạnh đó, việc chạy đa nhiệm cũng không được như mong muốn. Tuy nhiên, nó vẫn đủ để đáp ứng cho những nhu cầu liên lạc, giải trí cơ bản của người dùng. So về thiết kế và cấu hình, Oppo Zone có nhiều nét tương đồng với những sản phẩm cùng phân khúc. Tuy nhiên, điều đặc biệt mà người dùng chỉ có thể có được ở sản phẩm chính là hệ điều hành, giao diện độc quyền ColorOS của Oppo. ColorOS được chạy trên nền tảng Android 4.2 nhưng được tích hợp nhiều tính năng, giao diện mới lạ, đem đến những trải nghiệm sử dụng thú vị như là giao diện thời tiết thực, hai SIM hỗ trợ 3G song song, sử dụng cảm ứng khi đeo găng tay, thao tác úp máy lên tai để nhận cuộc gọi. Đặc biệt là máy cũng bổ sung 13 cử chỉ khi màn hình tắt, giúp bạn khi đang khóa máy vẫn có thể truy cập nhanh vào bất cứ ứng dụng nào mà mình chỉ cần vẽ chữ W hay là mũi tên lên, vân vân. Như các bạn thấy thì khi mình vẽ chữ W, ngay lập tức máy sẽ chuyển tới phần nhắn tin mà mình đã thiết lập sẵn. Hay mình vẽ mũi tên lên sẽ vào phần đồng hồ của máy. Tóm lại, Oppo Zone là chiếc smartphone tuy nằm trong phân khúc giá rẻ nhưng vẫn nổi bật với thiết kế trẻ trung, màn hình IPS 4 inch cho góc nhìn tốt, màu sắc trung thực. Đặc biệt là hệ điều hành ColorOS độc quyền với nhiều tính năng sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút subscribe nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.